mà đều quá trời luôn rồi. Dễ hơn thấy các bạn qua đây rồi hết mụn. Nhà có sư gì con đi lấy mụn lần nào chưa? Chưa. Chưa hả? Hồi lâu mới nói cô lên nhé. Nào không thấy thoải mái thì nói cô thấy. Những cái nào ha, tắt vô làm tiếp. Cô lên cô lên cô lên cô lên cô lên dừng lại tí. Có lên cho. Hít 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 thở sau ha, hít hít vô mũi, thở ra miệng, tập trung vào hơi thở, hít vô mũi, thở ra miệng.
Đó, rồi nhiều đấy, nhiều. Có lên không? Cho hết mụn. Chứ để mặt còn vậy nó viêm hết. Viêm nó sẹo hết. Rồi mình hít vô mũi, cái mình thở ra vào miệng. Hít sâu. Rồi đúng rồi. Hít sâu. Tập trung vào hơi thở, đừng có nghĩ tưởng tượng là qua cô thủy xong rồi về hết mụn. Da đẹp. Hít vô. Nhìn sát vào đây tí. Đó, các bạn nhìn sát vào. Tại lần đầu mụn con nó nhiều á, cho nên nó mới vậy thôi. Rồi bữa nó ít là đâu có nhiều nữa đâu hay ha. Nhà con có thuốc gì sắc mụn không? À, của trời với hả? Của những tay có cái trời trước á. Cho thú rồi mẹ mua cho con hả? Mẹ mua cho con sức. Con sức cái đó được lâu chưa? Một tháng à. Sức mỗi tối hay sao con? Sáng một tối. Nó sữa rửa mặt chứ không phải sữa rửa mặt thôi đúng không? Rồi mua vào tiệm thuốc hay là đi bác sĩ da liễu ta đưa cho con? Đi tiệm thuốc tây. Tiệm thuốc tây à? Rồi. Nằm yên. Thả lỏng. Mình cứ thả lỏng cho mình hít. Hít vô mũi, thở ra vào miệng. Mấy cái đó này nó không để lâu nó viêm này. Hay nghĩ được thế không? Nghĩ thế ha. Ok. Nghĩ thế ha. Bố qua đã đau. Làm nhanh ha. Rồi lấy mấy cái mụn đầu đen trước. Mấy mụn viêm sữa sao. Như vậy đó. Đó.
Đi lấy chị cái ống hút đi. Đây, 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 đây. Bên kia xong rồi đó. Còn bên đây mấy cái này thôi. Kháng tí ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.